Vâng, xin chào tất cả anh chị đã trở lại với SEO Đam Mê. Có địa chỉ thì chúng tôi đang làm ở vị trí rất là dễ tìm, đó là đối diện khách sạn Trường Thành, nằm trên đường An Định, thành phố Hải Dương và cạnh đường Nam. Và số hotline để các anh chị tiện liên lạc đó là 0935 323333. Một mẫu xe BMW, một cái thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Một dòng xe Đức thì chúng ta không có gì phải bàn cãi về chất lượng và giá trị của nó rồi. Và các bác có thể ngắm nhìn ngay ở cái phần đầu xe, nó đã thấy rằng nó toát lên một cái vẻ đẹp thực sự là quyền quý, đúng không ạ? Một mẫu xe chỉ trên 300 triệu đồng một chút thôi các bác nhé, nhưng nó đã được trang bị gì? Cặp đèn, cặp mắt linh hồn siêu đẹp với những cái giải OLED và trang bị đèn bi tinh cầu thủy tinh siêu sáng đó. Và các bác có thể nhìn lên cái phần capo, tại sao mà xe Đức thì các bác thấy rằng nó có sự khác biệt. Đầu tiên là giữa cái vị trí đầu capo đến người lái thì bao giờ nó cũng có một cái chiều dài hơn tất cả những dòng xe khác. Nó một cách đơn giản là xe Đức rất an toàn, và người ta đã tính toán một cách triệt để khi xảy ra tai nạn thì cái phần đầu capo và người lái nó cách xa nhau, nó tạo lên cho người ngồi bên trong một sự an toàn. Ngoài những cái vật liệu cao cấp để tăng cái độ cứng của chiếc xe thì xe Đức người ta tính toán triệt để cái mức độ an toàn của chiếc xe. Và các bác có thể thấy đây là một chiếc xe màu vàng cát tuyệt đẹp. Và bên cạnh thì chủ nhân cũng lên thêm một bộ la răng đấy, mạ chrome sáng bóng để tăng vẻ đẹp của chiếc xe. Đương nhiên là 4 phanh đĩa ABS hiệu suất cao rồi đó các bác nhé. Và các bác có thể ngắm nhìn quanh một vòng ngoại thất đi để cảm nhận chiếc xe, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần nội thất để đánh giá toàn diện. Và cuối cùng thì chúng tôi bao giờ cũng quay gầm xe để các bác có thể là đánh giá được chất lượng một cách nó hoàn hảo hơn. Thì các bác hãy ngắm quanh một vòng ngoại thất đi ạ. Đó, rất gọn gàng. Một chiếc BMW 320i siêu đẹp. Đấy. Tất cả sản phẩm xe mà Đam Mê thì đều có cam kết với các bác, xe không đông xô, không thủy kích ngập nước các bác nhé. Đó. Vậy thì các bác cứ ngắm quanh và chúng ta sẽ đi ngay vào phần nội thất. Sau đó phần 3 là chúng ta sẽ đi đến phần động cơ, và phần thứ tư cuối cùng thì các bác sẽ đi xuống phần gầm để thấy rằng cái giá trị của chiếc xe chất lượng và những dòng xe Đức thực sự nó như thế nào. Thì xin mời các bác đầu tiên chúng ta bước vào khoang nội thất xem thực sự một chiếc xe nó mang cái tầm vóc đến thương hiệu của nước Đức thì sao. Đó, thì sao ạ? Nó rất là tuyệt vời. Đấy, đầu tiên chúng ta hãy bước vào đây đi. Không gian này thì điều chỉnh ghế cho ghế hay hai ghế đều được chỉnh điện các bác nhé, ghế phụ cũng được chỉnh điện đó. Và các bác có thể thấy hệ thống ghế này, tam lô tam ly rất đẹp luôn đó. Vâng, quá ok luôn đúng không ạ? Phải nói rằng siêu đẹp. Wow, nhìn quả nội thất siêu đẹp luôn ạ. Đấy, quá đẹp các bác ạ. Đó, các bác có thể thấy nội thất của chiếc xe và hệ thống ghế thì những BMW này nó có thiên hướng với cái sự trẻ trung năng động và thể thao, nên nó tạo lên cái sự ấn tượng ngay lần đầu tiên chúng ta mở cửa bước vào trong khoang cabin đó. Và tất cả vật liệu của nó thì các bác có thể thấy là xe Đức tôi đã làm rất nhiều, thì các bác có thể thấy đây nó là da mềm nhé, và đây là được ốp gỗ đấy, vần rất là đẹp. Và điều hòa thì trang bị là điều hòa auto 2 vùng đồng đập, số tự động, động cơ 2.0 các bác nhé. Và tất cả vật liệu đây các bác nhìn này, sang xịn chưa? Đấy, một mẫu xe có trên 300 triệu đồng một chút thôi, nhưng nó chuẩn men đẳng cấp như thế này. Và có một trang bị một cái đầu đĩa CD và có đài FM. Còn các bác thích thì về độ lên màn hình có đầy lỗ thông minh. Đấy các bác nhé. Đây các bác nhìn, siêu đẹp luôn. Từ cửa gió điều hòa và lốc cửa ở đây. Đấy, lốc cửa ở đây các bác nhé. Đó, và các bác nhìn chưa? Từ cửa gió điều hòa, từ mọi thứ nó quá đẹp. Và cái vị trí ngồi thì do rất là sang xịn đó. Và các bác hãy xem cái bản tắp ni và hàng ghế sau thì chúng ta sẽ chuyển xuống xe nào, xem thực sự cái độ rộng rãi của nó. Đặc biệt khi chúng ta thấy rằng nó quá VIP với những cái chất liệu da cao cấp đó. Và cái gì ạ? Xe được trang bị cửa gió điều hòa phía sau đó. Đây ạ, cửa gió điều hòa phía sau cũng được trang bị này, nhưng đặc biệt là cái ghế. Tôi ngồi đây và các bác có thể thấy tư thế ngồi đấy, rất rộng rãi,
thoải mái và độ ngả ghế ngồi dựa rất là dễ chịu khi chúng ta đi những cung đường dài. Và đặc biệt là phần má để tựa sườn thì đây là một cái sự thiết kế rất ngoại mục để ghi điểm cho một cái thương hiệu đến từ nước Đức. Đấy, các bác khi xe vào cua gấp thì có thể nó bị xô, thì cái má bên này nó sẽ đỡ sườn cho chúng ta nên chúng ta không bị rung nắc nữa. Và cái độ ngả ghế, vát ghế này, độ ngả ghế này, ngồi rất là thoải mái, dễ chịu và vững chắc, thì đó là cái sự khác biệt của dòng xe Đức. Luôn luôn ghi điểm. Tại sao mà những người khó tính nhất, những người quan chức nhiều tiền, chính khách luôn luôn sở hữu những cái dòng xe Đức mà cái thương hiệu toàn cầu? Đó là những cái lý do để các anh chị có thể bỏ rất ít tiền nhưng ngày hôm nay lại được sở hữu những mẫu xe sang trọng và đẳng cấp. Đó. Và vậy thì mời các bác sang bên này để cảm nhận cái gì bản Tablo Tamni. Vâng, siêu đẹp. Đấy. Và các bác có thể thấy những từ cái bản nề, từ con ốc, tất cả tôn sắt thép của nó không bao giờ bị han và mục mọt vì nó được trang bị quá tốt về vật liệu. Và ở đây thì cái này có rất nhiều thứ để chúng ta cần phải xem các bác nhé. Và ở đây thì có một cái bệ tì tay để cốc này. Đấy các bác nhé. Các bác cần ấn đây, ấn lúc này thôi, cái để cốc sẽ đưa ra để cho các bác để cốc vào đây. Còn các bác ấy thì các bác không để cốc, các bác cho vào đây. Và cái bệ tì tay để đây, chúng ta ngồi tư thế nó rất là dễ chịu, thoải mái. Và đặc biệt là cái hương vị của những dòng xe cao cấp, nó là chất liệu xịn nên nó không bao giờ có một cái mùi khó chịu. Và cái mùi thơm truyền thống của xe mãi mãi từ lúc mới đến lúc vứt xe đi nó cũng có mùi thơm đặc trưng. Đó là dòng xe Đức. Đấy, sự khác biệt rất là lớn các bác nhé. Đó, nó quá lớn luôn. Và khi chúng ta bước vào vị trí ghế lái thì sao? Thì xin mời các anh chị có thể thấy rằng đây, tất cả vật liệu đây, ốp gỗ này, xịn sò này, gương kính chỉnh điện và kính auto. Và đây, tất cả có hai vị trí như ghế này. Ghế thì chỉnh điện, hai vị trí như ghế dành ưu tiên cho ghế lái các bác nhé. Đấy, và cái này thì đương nhiên là có tích hợp cái gì? Đấy, ga tự động rồi. Đấy, ga tự động cruise control có hết rồi các bác nhé. Cái này thì bật xi nhan, còn cái này thì gạt mưa bên này. Còn bên này là nó là hệ thống đèn và cửa gió điều hòa. Phải nói là một chiếc xe đề lộ thông minh thì đương nhiên rồi, điều hòa auto. Đấy, sang xịn. Và các bác nhìn cái xe nguyên bản nó chất như này. Chất liệu của nó, đây từ các bạn này. Rất to, khỏe, vững chãi, đúng không ạ? Đó là sự khác biệt, đó là cái giá trị của một chiếc xe rất rẻ tiền. Cái này thì ngày xưa nó cũng khoảng 2 tỷ thôi. Nhưng bây giờ 340 triệu. Có 340 triệu. Quá bất ngờ. Và cái điều bất ngờ tiếp theo thì các anh chị phải nói rằng chúng ta hãy bước vào khoang động cơ 2.0. Đấy. À, cái xe này thì vận hành cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu. Khẳng định với anh chị là khá tiết kiệm nhiên liệu. Chạy rất chắc chắn, gọn nhẹ. Đấy. Bền bỉ. Dòng xe này thì thực sự là một dòng xe phân khúc thấp của BMW, gọi là một chiếc xe thương mại, xe bình dân, dành cho tất cả những người bình dân dùng. Nên đồ đạc rẻ, vận hành, chi phí bảo dưỡng cũng rẻ và lành tính. Cái chính là như vậy. Và các bác có thể thấy ngay tất cả cái vị trí từ cái đầu ra zin. Và cái logo thương hiệu của BMW thì trang bị khắp nơi. Và các bác có thể nhìn sâu vào trong này để thấy những cái da máy nó còn trắng toát như mới luôn. Đó, cái vị trí của nó. Đấy, rất ok luôn các bác nhé. Từ trong sâu trong kia để các bác thấy ra nó ok như thế nào, chuẩn chỉ ra sao. Và những sản phẩm tuyển chọn của xe và đam mê thì luôn luôn là như vậy. Và các bác hãy nhìn tổng quan đầy đủ cái cỗ máy 2.0, rất gọn ghẽ đúng không ạ? Và rất đầy đủ. Đó, và lắp cabo đóng xuống thì có 3 điểm chốt. Thì đó là những cái xe Đức. Một từ là vô cùng chắc chắn. Nó quá ok. Và nó quá ok cho anh chị nhé. Đó, siêu đẹp. Đẹp không có gì để nói nữa. Nhưng đặc biệt giá tiền nó quá rẻ. Vậy thì các bác ngồi lên một chiếc xe sang này, đương nhiên cái thứ nhất là an toàn, cái thứ hai là chạy sướng, cách âm chống ồn tốt, đẹp mắt. Và cái gì nữa? Đẳng cấp. Đó là điều không thiếu rồi. Đẳng cấp.
một tí tiền thôi, 340 triệu đồng, giờ các anh chị mua cái gì? Gần như không mua được một cái xe gì cả. Nếu mà nói về xe mới thì bây giờ một chiếc i10 cũng phải 500 triệu, 500 triệu các anh chị nhé, đăng ký ăn bánh. Một chiếc BMW 340 củ khoai, nó hợp lý chưa ạ? Và một chiếc xe đẹp như này, đẳng cấp như thế này, tự động, động cơ 2.0, một cái thương hiệu cực kỳ đình đám và nổi tiếng đến từ BMW Đức. Đó các anh chị nhé. Vậy thì các bác nào quan tâm thì nhớ nhấn tặng Phúc Xo một nút like. Các bác nào chưa đăng ký kênh, đăng ký, nhấn nút chuông để nhận được tất cả những cái video clip, những cái sản phẩm mới nhất kênh Xe và Đam Mê, khi đẩy lên thì nó sẽ báo về cho máy tính hoặc điện thoại các bác nhận được để xem, để lựa chọn cho mình. Và một lần nữa thì trước khi đi phần gầm thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị luôn luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ Xe và Đam Mê, tất cả ekip cũng như Phúc Xo. Và xin cảm ơn các bác. Và bây giờ các bác nào tiếp tục quan tâm thì chúng ta tiếp tục đi xuống phần gầm để trải nghiệm cái giá trị của chiếc BMW này thực sự nó có xứng đáng để chúng ta lựa chọn và quyết định nó hay không. Thì xin mời các anh chị. Và chúng ta hãy tiếp tục đi xuống phần gầm. Cứ nói lên gầm xe Đức thì ngay bản thân tôi là người trong nghề thì tôi cũng yêu nó ngay. Cứ cần nói lên gầm xe Đức thôi. Và nó là một sự khác biệt tuyệt đối. Đấy, thực sự đây. Từ cái đầu ràng đầu tiên nha các bác nhé. Đấy, nó cũng là hợp kim, tem mã còn nhé, 100 năm và từ cái mối hàn. Đó là sự khác biệt của xe Đức. Tại sao xe Đức nâng tầm đẳng cấp thì đây. Đấy, đầu ràng các bác không sợ bị đâm va nhá, đúng không ạ? Và đây, tất cả những cái ràng của nó toàn là hợp kim, 100 năm không bao giờ bị han gì. Nó cứ trắng này, trắng tinh các bác nhé. Về hệ thống treo hợp kim nhôm cũng vậy thôi. Đây các bác nhìn này. Đấy, tại sao mà đi xe Đức nó sướng, nó đầm, nó an toàn và các vật liệu của nó bền bỉ. Nhiều bác cứ lo hỏng, nó hỏng làm sao ạ? Không thể hỏng được. Và đặc biệt cái tiêu chuẩn của hãng thì bao giờ có cái mã số được ghi khắp nơi. Tất cả cái gì cũng đều có mã số của nó các bác này. Đều có mã số nhé. Đấy, đấy là cái đặc thù của dòng xe Đức. Sự khác biệt tuyệt đối, đúng không ạ? Cái phần xe còn lại, đó là cái giá trị mà nhiều anh chị không bao giờ hiểu được. Nhưng tại sao nó lại có một cái mức giá lúc mua lại nó rất rẻ? Thì đầu tiên đó mới là cái mà chúng ta cần bàn. Đó mới là cái lợi ích mà nhiều bác cứ băn khoăn là wow, thay đồ nó đắt, đúng không ạ? Sửa chữa nó khó. Thì cái câu nói đó chỉ phù hợp với cách đây 15 năm về trước thôi. Nhưng đến giờ này đồ đạc không thiếu, sửa chữa bảo trì rất dễ, ở đâu cũng sửa chữa bảo trì thay dầu, sửa chữa bảo trì được các bác nhé. À, đó, nên chúng ta không còn băn khoăn cái điều đó nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sở hữu những mẫu xe này, tiền nó rất là rẻ. Chính vì những cái lời đồn từ ngày xưa trở lại, nên người ta có một cái điều gì đó nó kỵ kỵ, nên chúng ta mới được sở hữu những mẫu xe chất lượng, đắt tiền, đẳng cấp như này rẻ. Và đó cái lợi ích. Thì bây giờ các bác đã hiểu rõ rồi, và các bác quan tâm đến xe Đức rất nhiều rồi. Máy móc khô ron các bác nhé. Đấy, gầm của nó thì tuyệt vời. Và những cái vật liệu của nó thì các bác nhìn đây, không bao giờ han được, vì nó là thép cường lực. Còn cái loại xe bình thường, chẳng hạn như xe Nhật, xe Hàn, báo cáo với các bác, những cái này chỉ là sắt thôi, thời gian han dỉ luôn. Đây này, các bác nhìn này. Đấy, những cái lớp keo của nó bao nhiêu năm để bảo vệ cái gầm này, nó không bị bong chóc ra được. Vật liệu nó quá tốt. Và khi đây, những cái vật liệu của nó không bao giờ han được các bác nhé. Đó. Và hệ thống bô thì nó là thép không dỉ. Đấy, hệ thống cách âm chống ồn của những dòng xe này thì nó cực kỳ tuyệt vời. Đấy các bác nhìn này. Nên gầm nhiều lúc nhiều anh chị cũng đặt câu hỏi vào, Phúc ơi thì có làm cái gì không mà nó sáng thế? Thì cũng xin thưa các anh chị là về thì em có dùng máy rửa qua nước lã. Đây thì những cái phòng mã bám, một số mã bám nó vẫn mã bám đây các bác nhé. Còn bô đây, từ cái mã số này thì em làm được cái gì, em làm được cái gì ngoài hãng, những cái dấu dập chìm, những chữ đấy, nó là thép không dỉ, em chả làm cái gì đâu ngoài rửa nước lã các bác nhé. Thậm chí những cái càng, các bác nhìn cái càng A nó rất to và cũng được vật liệu là không han, không dỉ. Và xe Đức thì bao giờ mang tầm là cầu sau, thì nó được trang bị cầu sau. Cầu sau thì sẽ có lợi ích hơn cầu trước, là khỏe, ổn định,
Đó các bác nhé, chất chưa? Đó. Và cả là bô đây, về hệ thống treo là treo đa điểm. Đó, các bác nhìn không ạ? Và đầu sắt đây thì các bác không sợ bị đâm va. Đây, các bác nhìn hộ em nhé. Đấy, xe Ba Mê làm thì rất chuẩn, rất kỹ. Còn bên này thì nó che kín và vẫn nhìn được đây. Bên song sâu kia. Đấy, các bác nhìn cái vật liệu của nó chứ không có vết dấu hiệu của một vết han nào. Tôn sắt thép. Đấy, đấy là cái giá trị của xe Đức. Và thậm chí những cái tem với mác nó còn đây này các bác này. Cái càng của nó này, cầu sau nhé. Đấy, đấy là cái giá trị mà nhiều anh chị không bao giờ hiểu được. Và khi cầm lái xe Đức thì tại sao mà nó cho chúng ta một cái cảm giác chân thực, an toàn và đầm chắc. Cách âm trông ổn tốt thì đây là cái lý do. Đấy, đây là cái lý do. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ. Bằng nhớ đăng ký kênh ủng hộ và thả tim thả like các bác nhé.